Mùng 2 Tết rồi mà anh Vinh không chịu xe lịch gì trơn trời. Ở đây có mở cửa nè, có ai không? Anh Vinh ơi, kỳ vậy? Ở đây có mở đèn sáng nè, anh Vinh có gì để đánh găng không? Kỳ vậy? Nhà mở cửa mà không có ai trơn trời. Để lên trên lầu coi. Thằng bại Tony, chính là cái thằng hai này, cái nón đó, cái áo đó. Nhưng tại sao lại mặc cái quần kỳ vậy? Tao thích. Anh đã bỏ tiền ra mua cái nón, mua luôn cái áo, sao anh không mua luôn cái quần hình lá bài nhìn cho nó chọn không bộ? Sao biết anh không mua? Anh đặt hàng rồi đó, mà Tết này shipper người ta chưa có giao kịp. Hối đồ kiểu này làm sao mà dám bước ra đường vậy? Hèn chi Tết này ông chúng chui chúng nhủi trong nhà không à? Không có cha con gì ngày hôm nay hết á. Hay gọi ta là thần mày. Trời ơi, có sao không anh Vinh? Hồi nãy tao nhớ tao đã mở cửa ra rồi. Ai đóng cửa này lại vậy? Em nè. Trời ơi, Tết nhất trộm cướp dữ lắm. Em đóng lại cho an toàn. Tao đâu có mượn mày. Mày chạy đâu cho thoát. Tết này hãy lì xì cho thần bài bằng nút đăng ký kênh, bấm like và hãy nhớ bật cái chuông thông báo lên nha các bạn. Chào mọi người đã trở lại với kênh của thần bài Tony TV. Chào mọi người. Hôm nay là mùng 2 Tết, tất cả các thành viên của team Tony đã tập hợp ở nhà mình để mà chơi lô tô. Gì? Chơi lô tô mà sao anh Vinh mặc cái áo gì lá bài không vậy? Thì một chút xíu nữa chơi bài được không? Yeah. Thì anh đã nhờ Tiểu Hùng mua một bộ lô tô, em đã mua chưa? Nè anh Vinh. Nhiêu đây được rồi. Cam nước. Anh Vinh cam nước nè. Cam nước lấy làm gì, nấu mì ăn hả? Chơi lô tô là phải có cờ. Mà cờ em để chơi trong cam nước này rồi. Giờ anh muốn lấy á, anh chỉ cần lắc lên rồi anh đổ ra. Mấy rồi ta? À, em bắt con nai chạy trốn con số 4. Đừng nghe trời. Kiểu này Tết này thua chắc cũng mấy triệu tiền lô tô rồi nè. Thôi mà anh không có lấy cam ở đâu. Anh có một cái bộ chơi lô tô mini rồi, đây nè. Mấy em biết cái bộ mà kêu lô tô ngoài mấy chỗ mà chợ người ta hát không? Dạ biết. Người ta là bộ bự, anh chơi bộ nhỏ. Nè, một tấm lô tô là 5 cục kẹo. Rõ ràng chưa? Giờ chơi 3 tấm thì 15 cục, 2 tấm thì 10 cục, tự đổ trong này đi. Đó, anh là 5 cục kẹo nè, bỏ vô đây nè. Cái nè. 10 cục 2 tạ nha anh Vinh. Em 5 cục nè. An Giang thua ráng chịu nha, tự ý thức bỏ vô đủ kẹo đi. Đổ đi. Ở trong cái ly này là đủ 90 con số nha, mình sẽ đổ vào trong cái lồng này nha. Đây, đổ vào nè. Nhìn để anh Vinh kêu thử coi. Đó, con số mấy? Tháng 55 gram con số 5. Tự suy nghĩ, tự chế, dễ hiểu không? Dạ. Học chưa? Vô lại. Anh kêu số rồi. Lấy đại luôn. Rồi. Xong rồi thì kêu à. Cái mặt láo láo thích làm đầu gấu ra đường ôm cái đầu máu còn số 6. Đó luôn. Số 41. Kêu vậy đi cho lẹ mấy đứa ơi. Có luôn nè. Có nè. Trời ơi, vô được có một con à. Còn số 7. Số 7. Trời ơi. Rồi, không có rồi. 54. 54. Rồi, à, có nè. Số 18. 18. Nè, có luôn nè. Có luôn. Chạy vô hàng này rồi nè mày. Hai cây gậy. 11. Hai cây gậy là 11 nha. Còn 42. 42. Hai sâu cá viên chiên. Bao nhiêu anh? 88. Ủa vô này kia nè. Bia. Có nè nghe. Có luôn nè, vô nè cậu ơi. 52. 52. Có nè. 86. 86 có luôn. 70. Đó. Tháng
55 gram con số 5. Ê, con số 5 có luôn. Cho thằng Thanh tự kêu còn được mà, 26 kêu sao Thanh? Tự chế đi. Chó con thích ăn cháo 26. Trời ơi, yếu quá, yếu quá. Không đợi rồi kìa anh ơi. Anh đợi nè anh Vinh ơi, kêu ăn 5 đi. 56. Trời ơi. Chị Hồng, đợi số mấy lại ăn vậy? Đợi 57 nè má ơi. Bà đợi 57 á, ổng kêu 56 á, về qua tôi rồi đó, không có kinh nữa đâu. Ê, mới kêu là bà đó. Tôi là đàn ông nha. Ba mươi con trên 62. Ai đợi vậy nghe, đợi ai đợi ai? Đợi hả? Đây đợi đây con nào hả? Đợi 36 nè. 36. 362 kinh rồi nè, anh cho em kinh rồi. Ủa sao ngộ vậy? Sao người ta chờ người ta không kinh mà bà im ghe bà kinh? Em lấy kẹo nhanh lên. Thôi dẹp luôn đi chơi gì nữa. Chơi kẹo luôn đẹp mấy đứa. Quá trời luôn Ngọc. Nè kẹo em nè. Cái thua cái quạo rồi đó. Chơi đặt kẹo thêm vô. Nè Thảo ơi, cái 5 cục kẹo 1 nè, 2, 3, 4. Đủ rồi đó. Ván này em chơi tạ thôi nha anh Vinh. Còn có mười mấy cục kẹo dấu à. Nè nè, tôi đổ mấy con số vô đầy đủ 90 số nha. Để thôi quý vị để nói là em đợi con số đó không ra là tại vì con số nó thiếu, mất công đổ thừa. Còn 31. 18. 18. 20 con 5. À có nè. 25. 4 chọc. À, Thanh không có con nào chơi mấy đứa ơi. 30 con 2. 32 có à. 14. 15. 15 có nè nha. Không nói chứ ván này tôi kinh á. Số 3, số 3 này mình kêu sao không? Alibaba vô nhà người ta dắt xe Honda. Xe tàu lao không? Tết nhất tự nhiên cái vô nhà người ta chậm xe. Rồi báo một số 3 nha. 4 hộp trứng cút lộn. Trứng cút là 88. 6 chộp. Bà đợi con 71. Ok, thằng Vũ Thanh nó đợi con 71 rồi kìa bà con ơi. Dễ ăn lắm em. 72. Ai 71. Trời ơi, Vũ Thanh 71. Rồi đó, về nhà ngủ luôn đi mày ơi. Nó chèo vô kinh đó. 29. 29. Trời ơi chưa. Ê, thằng này đợi rồi nha. Anh Vinh ơi, anh Phát đợi con 74 á. Trời ơi, mà sao không nói cưng im ghe vậy? Muốn mất đợi á là phải nói nghe chưa? Mẹ ơi, em thông cảm cho nó đi. Nãy giờ nó đâu có biết cái cảm giác chờ là gì đâu. Cho nên nó quạo với em đó. 39. 39. Cái đợi con 66. Đó, nói cho biết trước nha. 36. Ở đây nè. Ê Ngọc, mày đợi con 51 kìa. Hay quá. Thường thôi, anh Vinh kêu con nữa tôi kinh nè. Ừ. 70. 1 71. Trời ơi. Trời ơi Ngọc ơi, mày mới chờ lận thanh kinh luôn kìa. Mày coi kẹo kìa một mày nên. Đừng quá kích động. Lấy kẹo. Lấy kẹo nha bà con. Không kinh à. Trời ơi mày chút vô luôn đi cho nó lẹ. Nè. Trời ơi nãy bây giờ. Gián cuối lô tô mùng 2 Tết. Bỏ kẹo vô. Bỏ vô. Bỏ vô. Tiểu chủ động lại đây bỏ vô đi. Trời ơi anh kêu cho mày kinh đó. Mày cho anh 5 cục bỏ vô đây. Ok anh. 73. 73. À, con le le đánh trống thổi kèn. 22. Lộn ngược lộn xuôi. 43. 43. Này có đâu. 52. Thì ông dán này kêu là cho tôi kinh nè. Ờ, 2 cây kẹo hồ lô. Rồi, 8 lần rồi. Rồi, không có. Số lô dạng hoài luôn á. 2 hộp gà nướng. Số 8. Đó mà. Trời ơi. 18. 18 á. Trời tới số mấy đứa rồi, tới số mấy đứa rồi. 57. 57. Dạ có luôn rồi. Nhìn kêu xuống với trời. 26. Có đứa nào đợi không? Nói nghe trời.
Im ghe mà kinh là tôi không chịu đó, tôi quậy đó. Học trăm con 55. Tự chế. Em đợi luôn rồi. Đợi đi cho kinh mà đây. 17. Ê Ngọc ơi, tao chờ 48 nè, mày thấy nó hên chưa? Ừ, ghê với mày. Chứ sao? Bom bom. Em đợi con 11 luôn rồi nè. Đợi luôn kìa. Trời ơi, quá. Rồi bây giờ chốt là giờ đứa nào đỡ giơ tay lên coi cái. Dạ, gì đợi à? Trời, trời cái gì đâu đợi dữ vậy trời. Lên lên nhanh lên. Đông dữ lắm rồi. Qua mau mau lẹ đi kêu lô tô hồi hộp quá 82. Em đợi mấy mà em trời đất. Ôi trời. Đợi rồi. Ê, mình đợi rồi, lại tôi đợi nha nè. Quá trời nó đợi rồi, từ từ. À nè. Con số 6. Chưa. Ơi trời. Cái đợi con 47 nha. Bảy anh Vinh ơi, 7 chục. Anh Vinh 7 chục. 7 chục rồi. Kinh rồi. Kinh rồi. Tao chờ ba con nè, 48, 20 với con 39. Nó không chịu ra để hụng kinh luôn kìa Ngọc. Thằng ơi, tức nó lên lạnh kẹo luôn rồi kìa. Mày nên chơi thua dễ quạo dữ trời. Trời ơi, kinh rồi nè anh Vinh. Dò giùm em đi hàng 70 á. Dò với nó nè mấy đứa ơi. 18. Có hay chưa? 26. 26 có luôn. 57. 70 mới kêu nè. Kẹo hồ lô có luôn rồi. Lấy kẹo đi em ơi. Thằng ơi lấy kẹo lẹ chứ chạy. Đổ vô. Rồi giờ ba dán lô tô kết thúc vùng 2 được chưa? Giờ mình qua mình chơi bài cào nha. Rồi qua chơi bài cào đi bà con ơi. Trò chơi thứ hai của Tết mùng 2 là đánh bài cào siêu to khổng lồ. Vô ngồi đi. Nghe đây, nghe đây. Đánh bài cào mọi người ba lá ai cũng biết rồi đúng không? Đặt bao nhiêu kẹo thì để trên bàn. Có kinh không? Lọt với. Chia bài nè. Của bé heo. Phát. Tiền. Ngọc. Thanh, Nu, Hùng, Phương, Thảo. Tài xuồng quá. Đâu vậy đi ngỏ ngỏ nè. Xuồng. Ba nút rồi, ba nút. Ba cục kẹo, phát ba cục kẹo. Tiên đồng tiền vàng, trả cho tiên đồng tiền vàng nè. Đây trả cho em 6 cục nè. 6 cục luôn. Một con cá vàng, này là 6 cục nha. Trả cho em 3 cục luôn nè Thảo. Ván thứ hai. Rồi chơi vậy nè. Thôi đừng có kinh á, đừng có kinh á. Tôi sợ mấy ông lắm mà tôi chia luôn nè. Của heo, của phát, của tiên, của Ngọc, Thanh, Nu, Hùng, Phương, Thảo. Anh Vinh, em đặt 24 cục nha. Thằng ơi, thằng con Nu này mày chơi bạo với mày nha. Ừ. À. Gì má? Mấy nút mà la dữ hả? Trời luôn. Ham hố đặt cho nhiều vô. Lắc bài đi. Em 9 nốt. Em 5 nốt. Em 4 nốt. Em 2. Em 8. Em 1. Em 6. Em 4 nốt. Em 4 nốt. Nó Thảo chung nè, đủ nè. Rồi gắn cuối đi. Chơi bạo bạo lên cho anh đi. Anh Vinh ơi, em 30 cục đó nghe. Mày đặt 300 cục anh cũng chơi với mày nữa. Chơi đi. Chiến này cái mệt rồi. Trời ơi trời, chưa có nặng bài nữa mà nó hù rồi. Bù gì trời ơi.
Mày nốt 20. Mày tới số mày gọi lụm kẹo. Em 51. Chạy. Em có mộng nút bệnh Vinh ơi. Em 6 nút. Vừa ăn anh được rồi. Trời ơi, tôi 5 nút nó 6 nút trời. Em 2 nút. Mày 2 nút à. Tới số mày đâu rồi cô nút ơi. Em 3 nút. Em 7 nút. Rồi em 5 nút. Chạy. Kết thúc video thôi, đứng lên. Kẹo gì đó cất đi. Anh thiếu bạn nào nhiêu kẹo thì giờ kết thúc video anh đi mua xong về anh trả lại cho mấy đứa là xong. Thì mọi người ơi, video mùng 2 Tết của Team Uni đến lúc này là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết clip. Và đừng quên ủng hộ cho team mình bằng hình thức là bấm nút đăng ký kênh, bấm like và bật cái chuông thông báo lên nha mọi người. Và bye bye và hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo nha. Bye bye. Trời ơi, cái nữa chúng ta. Mắc tiêu luôn rồi. Trời ơi, lùi lại chứ. Lùi lại. Bye.